Chào anh em, ở meta hiện tại xạ thủ quá quan trọng và đừng lạ khi tranh nhau sức đầu mỏi tay chát tranh bằng được, gánh team theo nhiều cách khác nhau, tối đỉnh như Elsu Joker, khống chế mở tranh như là Lavi, Slim hay là xả đam gánh team như là Caffney hay Tejon. Tuy nhiên có một số xạ thủ đi ngược với xu thế đó. Đây là một ý tưởng rất là hay của bạn NTD Liên Quân, nhưng để hoàn thiện hơn TNG quyết định bổ sung thêm và gợi ý mới cho anh em để có thể áp dụng trong meta này. Chúng ta đến với top 5 xạ thủ không nên đi đường rồng. Vậy đi vị trí nào mới mạnh? Vào việc ngay. S có ngộ không 2.0 dưới 300 cành không? Rất nhiều anh em tìm ngộ khỉ, có luôn nhá. Alex siêu xịn nè. Ngộ khỉ 2.0 của anh em đây. Bạn muốn tìm trang phục gì? Chỉ cần comment ngay dưới video nhé. Hoặc nhanh hơn, lên ngay tng shop.vn xả toàn bộ kho ạc của 2022. Thứ nhất, Elandorr. Mặc dù Elan là vị tướng xạ thủ hàng thật giá thật và đã có thời gian cầm đi rồng, cầm tốc biến gầm thép rất là đáng sợ khi mới ra mắt, nhưng chúng ta thấy rằng một con xạ thủ đầu và giữa game ép mạnh như vậy, tại sao không cầm đi rừng? Cũng như là vị tướng này không quá cần tốc biến thì cầm trừng trị nó lại quá tuyệt vời. Khác với các vị tướng xạ thủ cầm vào rừng như kiểu là Lindis, Fenix hay là Slim Vio, khi đi ganh hoặc là ở đoạn đầu game nhá, cần trợ thủ bảo kê dắt đi như là hình với bóng, thì Elan lại đơn giản chính là chỉ cần thông tin vị trí kẻ địch chứ chẳng cần phải kè bảo kê làm gì cả. Ngay cả việc ganh cũng có thể tự làm tự ăn vì bộ kỹ năng thứ nhất là cơ động nếu dùng tốt, thứ hai là trụ cuối có thể giữ chân kẻ địch được. Mặc dù bộ kỹ năng không có khả năng dồn đam tới mục tiêu khỏe như kiểu dạng bọn Fenix hay là các vị tướng khác, nhưng Elan vẫn là vị tướng xạ thủ bắn trụ ăn mục tiêu rất là khét, ngay cả khi bạn chịu phải bùa hại nhá, vì đơn giản hắn ta có cái nội tại đó chính là đòn đánh thứ ba gây thêm cái lượng sát thương phép rất là lớn, mà tốc độ đánh của Elan sau khi các bạn lên xong đồ rừng nhanh khỏi nói rồi. Còn nếu bạn để Elan đi đường thì ngoài việc phí một chiếc tướng ép mạnh ở đoạn đầu game thì việc Elan bị kéo về cuối game với việc chỉ có mình Elan là xạ thủ thì quá thiệt thòi. Kẻ địch là kiểu John, Caffney hay là Vio xác định là bị bọn nó bắn cho tan tành luôn. Vì thua thiệt về tầm tay mà Elan mà lướn lên bắn tay ăn lộn một cái của Vio hoặc là một thụt của Caffney, các bạn xác định rồi đó. Ngoài ra bạn cầm Elan đi rừng có thể ganh đường top để bắt nạt bọn Floor, Quy, Zuka thoải mái, đặc biệt là ở đoạn đầu của game nhá, rất là tuyệt vời. Tất nhiên là phải né được kỹ năng của nó đấy. Và đương nhiên khi cầm Elan đi rừng các bạn phải pick theo vị tướng xạ thủ late game nhá, đi đường rồng để đảm bảo nếu chẳng may kéo vào late game vẫn an toàn về sát thương, hoặc nếu cần hai đầu CI cánh luôn. Thứ hai, Bright đến với Liên Quân với vai trò là xạ thủ, mang trong mình sát thương chuẩn cùng một cái cơ chế trụ cuối độc nhất vô nhị. Nhưng có một điểm buồn cười là dù ra mắt với vai trò xạ thủ nhưng vị tướng này lại không thể cạnh tranh với những Hete hay là Caffney, hay nói thẳng ra là chưa bao giờ Bright có tiếng nói ở vai trò xạ thủ đường rồng hết. Và như thấu hiểu nỗi lòng của anh em, nhà làm game quyết định là chuyển Bright từ xạ thủ thành sát thủ luôn. Và ở hiện tại khi bạn thấy đó, Bright đi đường rồng là khá hiếm, mà chủ yếu là cầm đi top để bón hành bọn đấu sĩ tay ngắn của kẻ địch. Cũng nhà đôi khi cầm đi rừng nếu team đang thiếu một vị tướng có sát thương lớn để trị bọn tanker đấu sĩ kẻ địch, cũng nhà sớm cho bản thân một cái tầm tay rất là xa. Trở lại với một Bright đi top đi thì cái lợi thế sải tay dài cộng tinh linh và kiến điện lên sớm sẽ rất là khó chịu khi đứng xa cấu điểm máu kẻ địch, không cho kẻ địch ăn lính luôn. Còn nếu kẻ địch cố lì lại đứng farm thì sẽ bị đánh đổi một cái lượng máu rất là lớn, thậm chí cả mạng, vì tầm mấy con đấu sĩ sát thủ đi top mà bị Bright cấu thì nửa máu thì chỉ cần dính một phát choáng chưa một, Bright thì lao vào, kẻ địch có thể lên bảng điểm số ngay. Và với Bright top thì khả năng giao tranh sẽ có lợi thế về tầm tay cũng như cái lượng sát thương và cả chống chịu với chiêu cuối. Còn cái lý do Bright đi đường rồng không ngon thì tức là dễ bị kẻ địch cấu rỉa máu trước, khi đó dù bạn chiêu cuối bật lên thì cũng rất là nguy hiểm. Và đương nhiên Bright đồng dạng là vị tướng dễ bị khắc chế mà anh em, cứ bị bọn sát thủ nó đập cho bay màu rồi đó bọn nó chạy rất là cay anh em ạ. Nên tốt nhất chỉ nên pick khi đồng đội có những đồng đội không chết khỏe, hoặc là nếu trong team có Bright nếu là đồng đội của Bright, hãy pick cho mình những vị tướng không chết khỏe kiểu như là Omen nè, Grakk các kiểu để giúp cho Bright thể dễ dàng chơi hơn và tỏa sáng nhé. Thứ ba, Rourke, sứ tầm đánh xa, sát thương dồn là cực mạnh, lúc ra mắt giống Bright nhá. Vị tướng này được xếp vào hàng xạ thủ nhưng lại chẳng thể đánh như các vị tướng xạ thủ khác, thành ra Rourke được nhà game chỉnh sửa lại, xếp vào dạng tướng đấu sĩ. Và thực sự Rourke nếu cầm đi đường rồng thì dù sứ tầm tay dài nhưng lại ngắn sau nhiều vị tướng xạ thủ khác, nên Rourke thực sự chỉ nên đi top hoặc đi rừng thôi. Với việc vào rừng chúng ta đã quá quen thuộc rồi, nhưng đi top lại là một trải nghiệm khá mới mẻ đúng không? Lợi thế ở việc đi top có thể là chơi tay đôi ở đường khá là ngon, vì dù sao tầm tay là ngắn sau vị tướng xạ thủ khác nhưng lại rất là ngon để chặn giáp các vị tướng đấu sĩ hay là sát thủ kẻ địch. Tất nhiên là phải ở tầm giữa game nhá, chứ gặp các vị tướng ở dạng đầu mạnh quá thì Rourke rất là khó chơi. Ngoài ra việc đi top các bạn thì cầm tốc hành hóa tốc biến khá ghê đấy, để càng về sau các bạn càng có thể bắt và dí vào chủ lực kẻ địch dễ dàng hơn. Nhưng mà đương nhiên TNG ưu tiên cho các bạn cầm đi rừng thôi, đặc biệt nếu bạn cầm tốc biến thì không còn sợ những pha kẻ địch chạy qua tường và thả emote khiêu khích bạn. Nói chung quy lại, đi top hay đi rừng hay thậm chí là cầm đi xạ thủ thì Rourke điều quan trọng nhất vẫn là các pha núp bụi và thụt bất ngờ kẻ địch. Đặc biệt chọn bị có nó phải bất ngờ để có thể bắt lè kẻ địch và kẻ địch không thể nghĩ được rằng chúng ta nấp ở đó. Nhưng sau tất cả, Rourke đi rừng vẫn là trên hết nhé các bạn ơi. Đó vẫn là chân ái. Và TNG đã cầm Rourke đi rừng khá là nhiều trận rồi. Không phải tự nhiên vị tướng này nếu bạn pick đúng cái đội hình để mà khắc chế các vị tướng không chế khỏe kẻ địch. Ví dụ kẻ địch cầm Gidu, cầm Grakk đi thì ok, cầm Rourke thụt kẻ địch thoải mái, hoặc là xạ thủ kẻ địch không quá cơ động, chúng ta lại càng dễ chơi hơn đúng nào. Nhưng các bạn cần nhớ nhá, hãy sử dụng chiêu cuối đúng lúc. Thứ nhất là để out chiêu kẻ địch, thứ hai để có thể không bị khống chế, nhưng mà quan trọng hơn đừng lộ tầm nhìn quá sớm, nếu không cái lớp giáp ảo của bạn có thể bị bay màu ngay đó. Thứ tư, Fenix. Phải nói hiện tại để Fenix đi đường rồng chẳng khác nào là chấp tướng, vì tầm tay Fenix chúng ta đều biết là ngắn hơn so với bị tướng xạ thủ hot như kiểu là John theo Caffany. Và với một xạ thủ tay ngắn mà các bạn đứng cao farm dễ bị ganh nè, còn các bạn không đứng cao thì còn cái gì đâu mà farm, cũng như là bỏ phí đi khả năng nó chỉ là dồn sát thương đơn mục tiêu ở những lần tầm chuông của Fenix, vì đây là chiêu thức rất là quan trọng giúp Fenix trở thành một trong vị tướng ăn mục tiêu rồng tà thần nhanh nhất. Và cũng chính nhờ chiêu một các bạn để tạo ra những pha chiêu hai đáng gờm, nên thay vì chôn chân ở đường chúng ta cầm đi rừng sẽ có khả năng can thiệp nhiều hơn ở các phần đường khác. Và cũng nên nhớ rằng đồ rừng rẻ hơn các trang bị khác đấy, cộng thêm với việc được dồn tài nguyên mà kết hợp tốc độ farm nhanh giúp Fenix có thể có nhiều đồ sớm hơn, từ đó tiến hành ép và lan của tuyết mạnh. Vì nó thẳng nhá, tầm dưới game một Fenix hơn hoặc là ngang tiền dồn mấy vị tướng móm mỏng thì đơn giản. Còn chưa kể tới nha anh em nhá, nếu các bạn cầm Fenix đi hành bọn top như kiểu là floor và các vị tướng đấu sĩ khác nó cực kỳ kinh khủng đấy. Ngoài ra chắc các bạn chưa quên một cái giai đoạn Fenix thường được cầm đi top để hành floor hơi bị kinh khủng nhá. Còn Fenix đi đường rồng chủ yếu là dùng chiêu cuối để thủ lĩnh là chính thôi. Vậy nên các bạn hãy cầm đi sườn đi, nói tạo nên một Fenix đáng sợ hơn. Còn nếu các bạn đam mê đi đường để mà đổi gió ok, có một chút mẹo nhỏ cho anh em đam mê nhá, đó là ném chiêu một vào con lính xe và đợi chúng tùm lại, như thế giúp anh em farm nhanh hơn rất là nhiều. Thứ năm, Valhein. Valhein trong meta hiện tại có thể nói là lép vế do bị tướng xạ thủ khác ở đường rồng, đặc biệt là một Valhein lên công và lý chứ không phải là lên phép nhá. Vì nó thẳng ra giờ bọn trợ thủ châu hay là châu toàn là Thên rồi Senia xong là Rumbua, làm sao mà chơi. Cũng như là một cái kèo 2v2 đường rồng thì Valhein rất khó có lợi thế. Thay vào đó chúng ta có thể đưa Valhein ra mid hoặc là lên top, kể cả đi rừng nhé. Đi rừng thì hơi phiêu lưu một chút nhưng cái lượng tài nguyên cứ gọi là tuyệt vời. Và nhớ lên thật là nhiều phép vào, đó mới là chân ái của chúng ta ở meta hiện tại. Nếu các bạn cầm đi mid sẽ giải quyết được vấn đề chính là không có quá nhiều vị tướng phép trong một team. Đi mid các bạn mà gặp kèo kiểu là Tulen hay là Rath Valhein cứ gọi là khá tự tin để bán hành từ đầu tới giữa game. Còn đi top các bạn chắc chắn bán hành được những vị tướng tay ngắn của cái địch, dù đó là Zuka hay là Floor nhá. Tất nhiên với TNG cầm Valhein mà được đi sừng nó cứ gọi là tuyệt vời. Đơn giản thôi anh em, chơi là phải dám mạo hiểm, mà mạo hiểm chúng ta lại được nhiều vàng, nhiều vàng lại xúc đam kẻ địch dễ dàng hơn. Chơi Valhein các bạn giống kiểu chơi sát thủ phép nhá, các bạn phải núp bụi tấn công bất ngờ kẻ địch, đó mà là ưu thế của bạn. Và kể cả là phải sử dụng tốc biến để choáng, sau đó là tốc biến lên xúc đam kẻ địch ngay lập tức. Bạn thích cầm Valhein đi vị trí nào? Hãy comment ngay dưới video nhé. TNG không thích cầm Valhein phép đi đường rồng cho lắm. Thứ nhất là ở dạng cuối game rất là khó chơi, thứ hai là trùng quá nhiều sát thương phép. Với TNG không có vị tướng nào phép cả, vậy nên tại sao chúng ta không thử chúng ở những đường khác để có thể phát huy tối đa sức mạnh, đúng không anh em? Bạn có dám thử không? Cùng áp dụng nhé.